Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ý muốn của Chúa đó là muốn cho mọi người được cứu và thông biết lẽ thật. Và nếu chúng ta cũng đồng ý như vậy, chúng ta với Chúa là một và Chúa hứa rằng điều cầu xin đó sẽ được Chúa làm cho. Cảm ơn Chúa. Nhân tiện tôi muốn nói thêm một chút nữa đó là tôi đã trải qua, tôi là mục sư hơn 35 năm và tôi đã từng chứng kiến bắt đầu có một cái nhóm thờ phượng, cứ giờ hát là mời hội thánh đứng lên. Ban đầu thì tôi thấy nó cũng hơi lạ lạ, nhưng mà sau đó thì nó trở thành một cái thói quen. Và tôi khích lệ quý ông bạn chị em, nếu chúng ta nghiêm túc muốn có chỗ cho những thân hữu là những người lần đầu tiên đến với hội thánh, chúng ta vẫn có thể thay đổi một chút. Thay đổi một chút, không nhất thiết là hát là phải đứng đâu. Và đó là lời nghiêm túc tôi kêu gọi khích lệ vì cớ những thân hữu. Bởi vì tôi cũng có nghe nhiều thân hữu đến nói rằng rất là muốn đến, nhưng mà tại vì hội thánh của chúng ta thì rất thích thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa thì dừng 25 phút, 30 phút, có khi đến 40 phút. Nhưng mà nhiều khi đến nó cứ đứng. Đứng thì mình ngồi thì ngại quá, và đứng thì đứng không nổi, cho nên đó lại là một cái cản trở. Và tôi nhớ đến lời của Phao-lô, tôi trở nên mọi cách cho mọi người để cứu một vài người không cứ cách nào. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi ban nhân sự cũng hãy đem ra thảo luận chuyện này để chúng ta có thể có một vài cái điều chỉnh. Nhiều khi nó trở thành thói quen, trở thành thói quen, và tôi biết là nhiều khi nó quen rồi á thì rất là khó sửa, tại vì người sau thì thấy người trước làm như vậy thì cứ tiếp tục làm theo. Và tôi tha thiết kêu gọi đó là chúng ta vì cớ những người hư mất chưa được cứu, và chúng ta tìm mọi cách. Chân lý thì không thay đổi, nhưng mà cách thức thì phải thay đổi để tiếp cận với rất nhiều người. Chúng ta biết là buổi sáng hôm nay, theo như niên lịch, đó là chúng ta kỷ niệm Chúa Giê-xu thăng thiên, hay là ngày trở về trời. Vào tháng 12 thì chúng ta có thói quen mừng ngày Chúa Giáng sinh, và cái lễ đó đã trở thành vô cùng phổ biến. Ngày hôm nay dù là những quốc gia có đạo hay không, người có đạo hay không, thì cũng quen thuộc với cái dịp mừng Chúa Giáng sinh. Rồi sau đó thì chúng ta cũng kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu thương khó rồi Ngài phục sinh. Và Kinh Thánh cho biết đó là sau khi Ngài sống lại 40 ngày sau thì Chúa từ giã các môn đồ để trở về trời. Và rồi Ngài nói rằng ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi thì đấng yên ủi sẽ không đến. Và 10 ngày sau khi Chúa về trời thì Đức Thánh Linh được ban xuống và bắt đầu hành động trong hội thánh. Thật ra là nếu mà tính từ lễ phục sinh 40 ngày thì chúng ta đã quá 40 ngày rồi, nhưng mà tại vì thứ 6, thứ 5 vừa rồi thì không có cơ hội nhóm lại. Vì vậy Chủ nhật này thì chúng ta cùng thờ phượng Chúa và suy gẫm về sự kiện Chúa lên trời hay là Chúa thăng thiên. Và Chủ nhật tuần sau là kỷ niệm ngày Đức Thánh Linh giáng lâm. Tôi lấy tựa đề của bài học hôm nay đó là Ngài tuôn đổ phước hạnh trên chúng ta. Nói một cách khác, nếu Chúa Giê-xu Ngài chịu chết, Ngài sống lại rồi chấm dứt câu chuyện ở đó, thì chắc là phước hạnh đổ xuống trên hội thánh và trên những người thuộc về Ngài chưa được trọn vẹn. Và chúng ta cần học biết rằng Chúa Giê-xu lên trời, vì sao Ngài được tiếp lên trời, Ngài lên trời, Ngài đang thực hiện công việc gì, rồi Chúa Giê-xu đang ở đâu, Ngài đang làm những công việc gì cho chúng ta, và vì sao chúng ta được phước, thì chúng ta sẽ nhận lấy mọi phước hạnh của Chúa với cả tâm trí, với cả khôn ngoan của mình. Bởi vì lời của Chúa dạy đó là hãy kính mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Và chúng ta cùng học với nhau về sự kiện Chúa thăng thiên. Xin quý vị hãy cùng với tôi, chúng ta cắm vào một cái cổng khác đi. Chúng ta cùng đọc theo dõi, và tôi sẽ đọc Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 9. Sau khi phán những điều ấy xong, Ngài được cất lên. Trong lúc các môn đồ đang nhìn xem Ngài,
Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi khỏi mắt họ. Đang khi họ chăm chú nhìn lên trời lúc Ngài ngự lên, kìa có hai người nam mặc áo trắng đứng gần họ và nói: Hỡi người Galilê, sao các ông cứ đứng nhìn lên trời như thế? Đức Chúa Giêsu này đã được cất lên trời khỏi các ông, cũng sẽ trở lại như cách các ông đã thấy Ngài lên trời vậy. Luca khi tường thuật lại cái sự kiện Chúa lên trời thì nói rằng Ngài được cất lên trước mắt các môn đồ. Ngài được một đám mây tiếp đi cho đến chừng các môn đồ không nhìn thấy Ngài nữa. Các bạn có thể để ý để giúp một sư nếu không điều chỉnh mà nó không đi nha. Chúng ta xem phúc âm Mác thì cũng tường thuật sự kiện này. Sau khi phán bảo như vậy, Đức Chúa Giêsu được cất lên trời, ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Và một lần nữa, Luca mô tả chi tiết hơn trong phúc âm Luca. Sau đó Ngài dẫn các môn đồ đến gần làng Bethany và giơ tay lên ban phước cho họ. Đang khi ban phước, Ngài lìa các môn đồ và được đem lên trời. Các môn đồ thờ phượng Ngài rồi trở về thành Jerusalem với niềm vui tràn ngập. Họ tiếp tục ở trong đền thờ chúc tụng Đức Chúa Trời. Luca mô tả một chi tiết, đó là khi các môn đồ chia tay Chúa Giêsu lúc Ngài được cất lên trời thì họ trở về vui mừng tràn ngập và tiếp tục chúc tụng Đức Chúa Trời. Sáng hôm nay chúng ta có muốn giống như các môn đồ không? Nếu ngày xưa các môn đồ chia tay Chúa Giêsu mà họ đầy niềm vui, thì chúng ta hãy thưa với Chúa: hôm nay con học về sự chia tay với Chúa Giêsu trong thân xác, xin ban cho con niềm vui. Xin chúng ta cùng hiệp ý với tôi và cầu nguyện. Lạy Chúa, con tin rằng lời của Ngài có sự sống, có năng quyền. Chúng con không hiểu vì sao ngày xưa khi các môn đồ chia tay với Ngài, từ giã Ngài, mà lòng của họ tràn ngập niềm vui. Nhưng chúng con tin rằng chúng con là những môn đồ của Chúa. Khi chúng con cảm nhận được những phước hạnh mà Ngài dành cho chúng con khi Ngài chia tay chúng con trở về trời, thì chúng con cũng nhận được niềm vui như các môn đồ ngày xưa. Chúa ơi, Ngài đang hiện diện ở đây. Xin đừng để cho chúng con chỉ thêm những kiến thức trong tâm trí, nhưng xin thần linh của Ngài tuôn đổ niềm vui đến trong chúng con. Dù nhiều điều chúng con không thể hiểu hết, con dâng thì giờ này hiệp ý và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rất lạ, đó là một cuộc chia tay. Và cuộc chia tay này không có dễ dàng chút nào, đến nỗi Chúa Giêsu phải trấn an họ nhiều lần. Ta đi là ích lợi cho các ngươi, còn ít lâu các ngươi không thấy ta, nhưng rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta về cùng Cha. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta đọc ở trong Giăng đoạn 16, 17, 18 thì Chúa Giêsu đã phải nhiều lần trấn an các môn đồ, bởi vì Ngài biết rằng họ sẽ vô cùng bối rối khi biết Ngài không còn ở với họ nữa. Thế rồi đỉnh điểm 10 ngày sau Chúa phục sinh thì Chúa dẫn các môn đồ lên núi Olive. Và trong khi căn dặn một số điều cuối cùng rất quan trọng thì Chúa được cất lên trời. Chúng ta hãy tưởng tượng được đi, ngày hôm nay chúng ta đọc thì rất dễ, nhưng mà đặt mình vào tâm trạng của các môn đồ thì chúng ta sẽ hiểu. Ôi, lâu nay việc gì cũng nhờ Thầy hết. Không có Thầy thì làm sao con có thể đuổi quỷ được? Không có Thầy, nan đề này giải quyết làm sao? Thầy ơi, người La Mã đang tìm bắt con, những người Do Thái đang tìm cách hành hại con, và bây giờ Thầy lại ra đi. Và rồi Chúa Giêsu ra đi thật. Vậy mà các môn đồ trở về tràn ngập niềm vui. Tuyệt vời quá, không thể hiểu được.
Cảm ơn Chúa, tôi tin rằng trong lòng của các môn đồ ngày đó, họ lờ mờ cảm nhận được một điều gì đó. Tâm trí của họ không thể hiểu được, không thể lý giải được. Nhưng mà lòng họ tràn ngập niềm vui thì chắc hẳn là có một điều gì đó làm cho họ vui mừng. Chúng ta hãy nhớ lại ngày mình mới đến với Chúa. Ngày chúng ta tiếp nhận Chúa, có người thì bình thường rất là cứng cỏi, không thể khóc được, nhưng mà giờ đó lại khóc. Có người thì cảm thấy một điều gì đó đến, vui quá chừng, lòng tuôn tràn niềm vui. Hỏi, có điều gì xảy ra vậy? Chúng ta không thể nào giải thích được đâu, phải không? Nhiều năm sau, học giáo lý, đọc lời của Chúa rồi, mình mới biết là tôi khóc vì có Chúa tha thứ cho tôi cảm nhận được Chúa yêu tôi nhiều quá. Tôi vui vì có biết rằng tôi đã được làm con của Chúa rồi, tôi đã có tên trong sách sự sống ở trên thiên đàng rồi. Biết một phần thôi. Nhưng mà ngay khi thờ phượng Chúa, ngày hôm nay cũng vậy, ngay khi chúng ta hướng lòng về Chúa, hát những bài thánh ca, thờ phượng Chúa hết lòng, chúng ta cảm thấy trong lòng mình có một cái gì đó rất là nhẹ nhàng. Chúng ta cảm thấy mình không cô đơn. Tâm trí thì không hiểu được, nhưng mà lòng cảm nhận. Và hãy nhớ rằng các môn đồ ngày xưa cũng vậy. Họ không thể lý giải được tại sao chia tay. Một cuộc chia tay không mong đợi mà lại tràn ngập niềm vui. Và sáng hôm nay tôi suy gẫm về điều đó. Trong suốt tuần lễ qua tôi suy nghĩ về điều đó. Chúa ơi, con đã theo Chúa cả đời. Con đã từng dự hàng chục lễ thăng thiên, lễ phục sinh, lễ Giáng sinh rồi. Nhưng mà lạy Chúa, Ngài muốn nhắn nhủ gì với con khi con nói về sự kiện Chúa thăng thiên? Và cảm ơn Chúa, có một vài điều tôi muốn được học cùng với ông bà chị em sáng hôm nay. Kinh Thánh cho chúng ta biết một điều, đó là khi Chúa thăng thiên thì có một đám mây hiện ra tiếp rước Ngài, và môn đồ không nhìn thấy Ngài nữa. Ở trong Cựu Ước, nhiều lần nhiều chỗ cho chúng ta biết một điều, đó là khi sự hiện diện của Chúa được biểu lộ ra thì Ngài hiện ra trong đám mây dày đặc đến nỗi không thấy được. Bởi vì Chúa nói rằng ai thấy ta thì sẽ không thể sống được đâu. Sự vinh hiển của Chúa quá lớn, và Chúa là đấng đầy quyền năng, không gì có thể sánh được với Ngài. Chúng ta có thể nhìn hình dạng Chúa Giê-xu, nhưng mà không ai có thể vẽ hình dạng của Đức Chúa Trời cả. Và ở đây, khi Chúa Giê-xu lên trời thì một đám mây tiếp Ngài cất đi. Eli ở trong Cựu Ước, khi được Chúa đón đi thì xe lửa và ngựa lửa hiện ra để tiếp rước người đi. Như vậy thì sự việc mà Chúa Giê-xu thăng thiên không phải là một cái chết, không phải là một cái chuyện mà một người đang đứng rồi bay vèo một cái lên trời. Nhưng mà ở đó chúng ta có thể nhìn thấy một điều, đó là Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa tối cao, là Cha Thiên Thượng, là vua của thiên đàng, hiện ra đón tiếp con của Ngài là Chúa Giê-xu. Tuyệt vời quá. Chúng ta có muốn được như vậy không? Nếu được loài người tôn trọng đã là tuyệt vời rồi. Đằng này, Chúa của cả vũ trụ trân trọng đón tiếp chính Chúa Giê-xu. Thật là lạ lùng. Trong gian đoạn 17 thì Chúa Giê-xu nói rằng con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Ở tại thập tự giá thì tiếng kêu của Chúa Giê-xu đó là mọi sự đều được trọn. Nhiều người trong chúng ta ở đây lớn tuổi hơn tuổi của Chúa Giê-xu, phải không? Chúa Giê-xu Ngài qua đời lúc 33 tuổi. Nhiều người gấp đôi tuổi của Chúa Giê-xu. Tôi không biết là quý vị có chân thành thì nói rằng Chúa ơi, có quá nhiều điều con chưa làm xong. Có quá nhiều ao ước trong cuộc đời con chưa làm trọn. Dù là chúng ta có số tuổi nhiều hơn tuổi của Chúa Giê-xu, trong khi đó thì Chúa Giê-xu Ngài chuẩn bị 30 năm trên đất, thi hành chức vụ 3 năm rưỡi. Nhưng mà Ngài có thể hãnh diện và nói rằng con đã làm xong mọi công việc
mà Cha giao cho. Cảm ơn Chúa, sự thăng thiên của Chúa Giê-xu nhắc chúng ta một điều, đó là cuộc đời của Chúa Giê-xu trên đất không dễ dàng gì. Ngài cảm biết sự đau ốm, từng trải sự buồn bực, Ngài biết đói, Ngài chịu khát, Ngài bị sỉ nhục, Ngài mệt mỏi, Ngài cần ăn, Ngài cần ngủ, giống như chúng ta thôi. Ngài đã trải qua những giây phút nản lòng, đến nỗi trong vườn Gethsemane, thiên sứ phải đến để thêm sức cho Ngài. Nhưng rồi, cuối cùng, Ngài đã làm trọn mọi công việc mà Đức Chúa Cha giao phó. Cảm ơn Chúa. Đây là niềm khích lệ cho chúng ta. Vì vậy mà thơ Hebrew nói rằng, hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu. Tác giả Hebrew cũng như con người trải qua các thời đại đều biết rằng chúng ta dễ bị mỏi mệt. Có những mục tiêu trong cuộc đời nhưng không thành. Có những ao ước muốn hoàn thiện bản thân nhưng rồi cứ thất bại mãi. Có những điều chúng ta muốn làm cho Chúa nhưng mà chúng ta bỏ cuộc nửa chừng, mỏi mệt sờn lòng. Và bây giờ hãy nhìn xem Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không nói rằng hãy tiến lên, còn Ngài là vị lãnh đạo đứng đằng sau đẩy lính lên trên cho chết. Chúa Giê-xu nói rằng hãy theo ta, hãy theo ta. Sáng hôm nay hãy thưa với Chúa Giê-xu rằng lạy Chúa, Ngài đã làm trọn công việc mục đích mà Đức Chúa Cha giao. Ngài đã đi trọn con đường, Ngài đã hoàn thành tất cả những gì cần thiết mà Đức Chúa Cha giao. Lạy Chúa, con biết rằng con bước theo dấu chân của Ngài. Ngài là đấng sẽ thêm sức cho con. Những lúc con mỏi mệt sờn lòng, con sẽ nhìn Ngài như là một tấm gương. Anh em hãy nghĩ đến, con sẽ nhờ cậy Chúa từng giây phút mỗi một ngày. Tôi đã hầu việc Chúa hơn 35 năm. Và tôi nhớ lại rằng, ngày mình còn trẻ, mình kiêu ngạo hơn, mình cậy vào sức của mình nhiều hơn. Càng lúc, càng nhiều năm từng trải, tôi biết rằng mình cần nhờ cậy Chúa mỗi một ngày, mỗi một giây phút trong từng sự việc. Cảm ơn Chúa, chúng ta không có thất vọng đâu. Chúa của chúng ta là vị Thầy, là người chăn, là người lãnh đạo, đã đi trọn con đường. Và đây là hy vọng cho chúng ta, đây là niềm khích lệ cho chúng ta. Những lúc nản lòng, những lúc mỏi mệt, những lúc muốn bỏ cuộc, hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu. Hãy nghĩ đến Chúa Giê-xu là đấng đã chịu sự đối địch. Cảm ơn Chúa. Điều thứ nhất chúng ta nhận được khi suy gẫm về sự thăng thiên của Chúa Giê-xu đó là Chúa Giê-xu thăng thiên hay là Chúa Giê-xu về trời. Đó là niềm khích lệ cho mỗi chúng ta. Chúng ta biết là Chúa Giê-xu đã trải qua những cái đối diện với nhiều áp lực. Ngài đã hy sinh. Và Philip đoạn 2 câu 9 nói rằng Chúa Giê-xu đã từ thiên đàng xuống tận trần gian, Ngài hạ mình xuống trở nên con người. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Cha đã tiếp đón Chúa Giê-xu. Và chúng ta theo dấu chân của Chúa Giê-xu. Rồi chúng ta cũng sẽ được tiếp đón giống như Đức Chúa Cha đã tiếp đón Chúa Giê-xu là con của Ngài vậy. Chúa Giê-xu được tiếp đón về thiên đàng không phải để nghỉ hưu. Không phải để ở đó ngồi chơi, hưởng tuổi già. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết là vì cớ Chúa Giê-xu đã trải qua những áp lực, Chúa Giê-xu đã hạ mình. Vì vậy, bây giờ Ngài được thăng tiến đến nỗi được nhận lấy một cái quyền uy mà không ai có thể cao hơn nữa. Và được ban cho danh trên hết mọi danh. Tôi nhớ mấy năm qua, khi bắt đầu virus Vũ Hán xuất hiện thì lúc đó chưa có cái tên là COVID-19 đâu. Tổ chức Y tế Thế giới rồi nhiều quốc gia mới bàn luận với nhau là bây giờ phải đặt tên cho cái virus này là gì.
Có người nói là virus Vũ Hán bởi vì nó xuất hiện từ Vũ Hán, nhưng mà sợ đụng chạm đến Trung Quốc cho nên không chịu. Và cuối cùng đó thì tôi không biết là sau nhiều cuộc bàn thảo như thế nào đó, và ngày hôm nay chúng ta có tên là COVID-19. Điều tôi muốn nói ở đây đó là ban đầu bệnh tật, bệnh dịch nó xuất hiện, người ta lúng túng chưa biết gọi nó là gì. Có thể lúc đó gọi là virus không tên, nhưng mà sau đó thì cũng đặt cho nó một cái tên. Chúng ta hãy xem Chúa Giêsu, Ngài đang ngồi bên hữu nghe Đức Chúa Trời, và Ngài là gì? Ngài có uy quyền, danh trên hết mọi danh. Điều đó có nghĩa là nếu một bệnh tật nào đó được đặt bằng một cái tên nào đó thì tên đó ở dưới quyền của Chúa Giêsu. Nếu bệnh tật đó chưa được đặt tên, tạm gọi là bệnh vô danh, thì trong danh của Chúa Giêsu, danh của Chúa Giêsu cao hơn cái căn bệnh vô danh đó. Nếu nan đề trong cuộc đời của chúng ta được đặt một cái tên thì nan đề đó ở dưới uy quyền của Chúa Giêsu. Nếu chưa thành tên thì cái chưa thành tên đó cũng vẫn ở dưới danh của Chúa Giêsu. Tuyệt vời quá. Vì vậy mà chúng ta thường có những bài thánh ca ca ngợi Chúa là vua của muôn vua, Chúa các chúa. Bởi vì chúng ta biết là trong xã hội loài người có những thứ bậc khác nhau, ở trong thế giới thần linh cũng có những thứ bậc khác nhau, nhưng mà hãy nhớ rằng Chúa Giêsu của chúng ta, Đấng đã thăng thiên về trời, bạn của các môn đồ, và chúng ta cũng là môn đồ. Những người đã từng ăn với các môn đồ, Ngài đã từng ăn với chúng ta. Những người đã từng chia sẻ lòng ta buồn bực cho đến chết, Ngài cũng là Đấng như vậy với chúng ta. Đấng đó đang được đặt uy quyền cao hơn tất cả, không thể nào so sánh được. Cảm ơn Chúa. Tuyệt vời không? Trong mấy tháng qua thì tôi có cơ hội cử hành lễ đính hôn và lễ thành hôn cho Đạt với Hồng Ánh. Cho nên chúng tôi phải lái xe về Kiên Giang, về Hà Tiên. Thì đi dọc đường đó về thì nhắc đến ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hãnh diện lắm. Tại vì ông ra từ Kiên Giang, ông sinh ra ở đó, và bây giờ thì là ông vẫn ưu đãi cho Kiên Giang hơn các tỉnh khác. Và người ta nói, ồ, ngày đó ra chợ con gặp vợ ông Hoài à. Con cũng thỉnh thoảng gặp con gái của ông nữa. Mấy năm trước khi tôi ra ngoài Đà Nẵng để dự cái buổi cơ quan chính phủ đón tiếp các lãnh đạo tôn giáo, thì tôi gặp ông chủ tịch nước bây giờ, lúc đó ông là cựu thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc. Lúc đến bàn bắt tay thì tôi nói xin chào ông thủ tướng, tôi quê ở Quế Sơn. Ông nói Quế Sơn, tôi cũng quê ở Quế Sơn đó. Hãnh diện lắm. Quý vị có hãnh diện không khi Chúa của chúng ta đang được đặt trên một ngôi rất cao? Ôi, nếu chúng ta vẫn còn buồn rầu, nếu chúng ta chưa thấy vui đủ, nếu chúng ta vẫn còn thất vọng, thì hãy nghiêm túc suy nghĩ về điều này. Chúa Giêsu, Ngài trở về trời và Ngài đang mặc lấy một danh trên hết mọi danh. Uy quyền đó từ Đức Chúa Trời ban cho, không ai có thể lấy lại được. Uy quyền đó là uy quyền đời đời không bao giờ thay đổi. Cảm ơn Chúa. Thật ra không có nhiều người tin và áp dụng nó trong đời sống đâu. Vì vậy ở trong gian đoạn 16 thì Chúa Giêsu phải nói, đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Đọc cái câu này chúng ta thấy Chúa Giêsu có vẻ buồn buồn sao đó, phải không? Chúa nói là phí quá. Ta ở với các ngươi, và nếu các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều gì thì cha ta sẽ làm cho, mà sao các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết? Và Chúa nói hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được. Chúng ta có cầu xin, mỗi cuối bài cầu nguyện chúng ta có nói con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Nhưng mà nếu quý vị giống như tôi, nhiều khi chúng ta không để ý, nói như là một cái câu sáo ngữ, nói như một con vẹt thôi. Ngay giờ phút này đối diện với lời của Chúa, chúng ta hãy cảm ơn Chúa, hãnh diện vì mình được sử dụng danh của Chúa Giêsu. Nếu mình được một vị tổng giám đốc nào đó sai đi đâu đó,
thì đến nơi nào đó hỏi, tôi từ văn phòng thủ tướng đến. À, người ta sẽ kiểm tra lai lịch. Và tùy theo, mình xa lạ quá, người ta kiểm tra mất nhiều thì giờ. Nhưng mà nếu mà mình thân cận với ông thủ tướng đó, chỉ cần thấy mặt mình thôi, thì người ta nói, thủ tướng có khỏe không? Và chúng ta với Chúa cũng vậy. Nếu chúng ta gần gũi với Chúa, nếu chúng ta là môn đệ của Chúa, người ta chỉ cần thấy mặt mình thôi, nói, Chúa mạnh khỏe phải không? Mà ma quỷ nó phải bị đẩy lùi. Còn nếu không nó phải kiểm tra, nói, tôi nhân danh Chúa mà đến, Chúa sai tôi đến đây. Nói, anh là ai? Chứng minh nhân dân anh đâu? Kiểm tra thử xem anh có quen biết người này người kia hay không. Và nhiều khi mất thì giờ sau đó mới ra, nói, để đó tôi giải quyết. Chúng ta thấy không? Đó là cái khác biệt giữa một cơ đốc nhân gần gũi với Chúa và một cơ đốc nhân chỉ biết Chúa thôi. Cảm ơn Chúa. Chiều Chủ nhật vừa rồi thì chúng tôi đối diện với một trường hợp, và không phải là một đâu. Sáng Chủ nhật vừa rồi thì có hai người phụ nữ ở Hà Nội vào đây thăm viếng. Một trong hai cô đó gặp nan đề rất lớn. Buổi chiều 4 giờ hẹn đến thăm vợ chồng của chúng tôi tại nhà. Trong khi nói chuyện xong, tôi hướng dẫn và rồi cầu nguyện cho cô. Trong khi đang đặt tay cầu nguyện thì tay của cô trên bàn như thế này, bắt đầu có những cái biểu hiện rất là kinh khủng, uốn éo. Và tôi biết là tà linh ở trong thân thể của cô đó. Tôi bắt đầu nhân danh Chúa Giêsu, ngươi phải cho biết tên của ngươi là gì. Không có dễ dàng đâu. Kênh mặt lại, dọa nạt tôi nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi biết rằng đấng ở trong tôi lớn hơn những tà linh. Và Chúa đã rèn tập tôi nhiều lần về điều đó rồi. Cho nên cứ kiên trì, cứ nhẹ nhàng. Trong danh của Chúa Giêsu, ta truyền cho ngươi phải ra khỏi người này. Ngươi không được ở đây. Sau mấy mươi phút chống cự, thì người này được giải cứu. Tình yêu thương đổ xuống, đến ôm lấy, cảm ơn từng người, từng người. Cảm ơn Chúa. Và cô nói rằng, ngày xưa đó, thì con thường cho mấy ông thầy mượn xác để linh nhập vào. Cảm ơn Chúa. Tôi khích lệ quý ông bạn chị em. Mỗi chúng ta, dù mới mẻ hay lâu năm, dù yếu đuối hay mạnh mẽ, chúng ta là con trai, con gái của Chúa. Và Chúa nói với chúng ta rằng, con được phép dùng danh của ta, lấy danh ta mà trừ quỷ, lấy danh của Chúa mà đối diện lại với những nan đề, lấy danh của Chúa mà chống cự lại với linh nản lòng, buồn chán, thất vọng ở trong đời sống của chúng ta. Hãy sử dụng danh của Chúa Giêsu. Một điều rất lạ lùng, đó là Chúa của chúng ta là môn đồ của Ngài, được về trời và đang ở trong một vị trí rất cao. Tôi muốn nói thêm một chi tiết nữa, đó là trong những năm 2004-2006, thì lúc bây giờ tình hình chính trị đối với vấn đề tự do thờ phượng Chúa căng thẳng lắm. Và tôi thường được, lúc bây giờ tôi là chủ tịch của Hiệp hội Thông công Tin lành Việt Nam, cho nên thường là các cơ quan truyền thông, đài BBC, rồi các cơ quan quốc tế đến, các cơ quan của Bộ Ngoại giao đến, hay mời tôi để hỏi về tình hình tự do tôn giáo. Và nhiều lần, thì các anh em biết như vậy, cho nên nhiều khi cũng gửi những cái văn bản, những cái bằng chứng về việc họ bị bắt bớ ở các vùng quê về. Và tôi phải nói thật, tôi nói chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn. Những cái bài phỏng vấn đó được đưa lên BBC và nhiều lúc rất là nguy hiểm. Có một người bạn của tôi làm việc, ông là viên chức chính trị ở trong tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở tại thành phố. Và người bạn đó vô cùng nhiệt tình. Tên của ông là Mark Forino. Nhiều lần ông nói, anh cẩn thận, anh có thể gặp nguy hiểm. Tôi nói vâng, nhưng mà tôi phải làm những gì cần làm thôi. Và rồi sau đó thì người bạn này được đổi đi. Nhiều năm qua thì có những viên chức chính trị ở đây, họ làm nhân viên, rồi họ đi các nước khác một thời gian. Thí dụ như là ông đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội mới đây đó, thì ông đã từng là viên chức chính trị của thành phố Hồ Chí Minh, của lãnh sự Hoa Kỳ. Rồi bà tổng lãnh sự ở tại thành phố Hồ Chí Minh trước đây, thì tôi đã gặp bà với cái vai trò là một người chuyên lo về visa. Lòng của tôi vẫn nghĩ rằng ước gì một ngày nào đó
bạn của tôi là ông Mark Forino, sau khi đi nhiều nước rồi bây giờ trở về làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thì thích thú lắm, bởi vì ông rất là thân thiện, rất là thân thiện. Sau này khi ra nước ngoài thì cái vụ WikiLeaks, có nghĩa là những cái thông tin mật được bộc lộ ra, thì tôi tra họ tên của tôi ở trong những cái trang web của chính phủ Hoa Kỳ thì thấy bên cạnh là strictly protected, có nghĩa là được bảo vệ nghiêm ngặt. Và tôi biết là tôi nằm trong danh sách của hơn 2.000 người ở trên khắp thế giới được bảo vệ do tổ chức CIA đưa vào để được bảo vệ. Thật ra ngày xưa thì tôi không biết đâu, nhưng mà sau này khi tôi biết như vậy thì tôi mới thấy sợ, mới thấy sợ. Tôi muốn kể về những chuyện đó không phải để khoe, nhưng mà muốn nói đến một điều là Chúa của chúng ta, Đấng đã chết thay cho chúng ta, Đấng đã cảm thông mọi nỗi khiếm khuyết của chúng ta, Đấng đổ huyết ra trên thập tự giá để mua chuộc tội lỗi chúng ta, Đấng đã kiên nhẫn với chúng ta. Ngày hôm nay Ngài đang ở trong một vị trí rất cao, danh trên hết mọi danh. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúa ở trên đó, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Có ai đã từng có bạn học cùng trường, bạn học cùng lớp, ngày xưa thân lắm, bây giờ làm lớn rồi nhưng mà không thèm ngó mặt mình nữa? Chuyện đó là thường đúng không? Nhưng mà lạ một điều đó, Chúa Giêsu làm rất lớn nhưng Ngài cũng quan tâm đến mỗi một người trong chúng ta. Ngài biết ai trong chúng ta đang yếu đuối, Ngài biết ai trong chúng ta đang nản lòng, Ngài biết ai trong chúng ta đang đối diện với sự sàng sảy của ma quỷ, và Ngài cầu nguyện thế cho chúng ta. Kinh Thánh có ghi lại đó, Chúa Giêsu Ngài nói với Simon Phêrô: "Này, quỷ Satan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì, song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn." Cảm ơn Chúa Giêsu. Ngài biết, Ngài từ Đức Chúa Trời ra, cho nên Ngài biết rõ điều gì làm thỏa mãn bản tính công chính của Đức Chúa Trời. Ngài cũng là con người thật như chúng ta, cho nên Ngài biết rõ chúng ta đang đối diện với những điều gì. Và Ngài đang ở giữa để nói rằng: "Chúa ơi, con cầu thay cho người đó, cho người đó, cho người đó." Chúng ta tưởng tượng như Phêrô có thể trỗi dậy được không? Là thủ lãnh của những môn đồ, nhưng mà rồi chối Chúa. Nhưng nhờ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, Chúa biết nhờ lời cầu nguyện của Ngài mà ông sẽ hối cải. Và khi ông hối cải, ông sẽ đem lại ích lợi cho nhiều người. Ngay bây giờ hãy thưa với Chúa Giêsu rằng: "Chúa ơi, con thật là không biết, con đã quá vô tình. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đang cầu thay cho con từng giây phút, ngày đêm không ngừng nghỉ. Ngài cầu thay cho con những điều con chưa nói ra, Ngài cầu thay cho con những điều con chưa nghĩ đến." Ngay khi Phêrô bị Satan sàng sảy thì ông đâu có biết đâu, nhưng mà Chúa thấy trước và Chúa đã cầu nguyện cho ông rồi. Chúng ta có một Chúa Giêsu, Đấng biện hộ cầu thay cho chúng ta ở trước ngai Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta học đó là khi Chúa Giêsu trở về trời, chúng ta được bảo đảm, đúng không? Giống như mình có một người thân đang làm rất lớn ở ngoài cơ quan trung ương, không lo. Có vấn đề gì, tôi có đường dây nóng của người đó, có số điện thoại, và bác ấy mới gặp tôi nói rằng: "Cần gì cứ nói với bác." Chúa Giêsu có gặp chúng ta để nói vậy không? Chúa Giêsu nói: "Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, cần gì cứ nói với Ngài." Ồ, quá tuyệt vời. Chúa Giêsu về trời bảo đảm cho chúng ta. Không biết có đủ thời giờ để đi một phần cuối cùng nữa không, nhưng mà tôi sẽ đi ngắn. Ở đây thì các thiên sứ nói với các môn đồ là: "Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy."
Có nhiều người nói, ôi tin này cũng tốt hết á, anh thì anh tin Chúa Giêsu, tôi thì tôi tin Phật Thích Ca, tin đấng này. Tôi xin hỏi quý vị là những người đang có mặt ở đây và những người đang xem qua chương trình Internet, Phật có câu nào giống như vậy không? Khổng Tử hay là Mahomet, các giáo chủ có câu nào giống như vậy không? Ta được cất lên rồi ta sẽ trở lại. Nhiều khi người ta tưởng tượng thôi, người ta gán cho vị thần mà mình kính trọng rằng thần của tôi cũng vậy á. Tôi chết là tôi theo Phật. Phật đâu có cho ai đi theo đâu, phải không? Nhưng mà nhiều khi mến mộ quá rồi nghĩ và nói như vậy thôi. Và chúng ta hãy biết là chỉ có một mình Chúa Giêsu. Ngài nói rằng ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, rồi ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Mahomet hay là các giáo chủ nói yên tâm đi, ta sẽ trở lại. Ta sẽ trở lại với những cái đốt xương, với những cái di tích. Không có, người ta gán ghép thế thôi. Chỉ có một mình Chúa của chúng ta. Ngài nói rằng Ngài đi, Ngài sẽ trở lại. Cảm ơn Chúa. Sứ đồ Giăng thì nói rằng kìa, Ngài đến giữa những đám mây. Thật ra ông đã nhìn thấy Chúa trở lại từ xa rồi. 2000 năm trước đã thấy bóng dáng của Chúa ở cuối chân trời. Và chúng ta đang sống trong giai đoạn mà sự trở lại của Chúa càng gần hơn bao giờ hết. Ngài nói rằng Ngài ở đâu, chúng ta ở đó. Nếu Ngài ở trong hỏa ngục có diêm cháy bừng bừng thì chúng ta có thấy cần đi theo Ngài không? Không. Chúng ta biết Chúa ở đâu rồi. Trong nhà cha ta. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa chúng ta được nhắc nhở, và chính tôi cũng được nhắc nhở. Nhiều khi chúng ta muốn làm cái gì đó bền vững ở trong cuộc đời này. Muốn một căn nhà, tôi làm một căn nhà muốn cho nó thật bền. Chúng ta mua một món đồ muốn xài cho nó thật là bền. Nhưng mà Chúa nhắc cho chúng ta một điều, đó là thế gian này là tạm bợ, là ngắn ngủi. Ở đây ai thích được qua Mỹ sống và định cư ở đó? Có người nói tôi không thích đâu, nhưng mà tôi thích con tôi nó qua đó để được học hành đàng hoàng. Đúng thật, cháu ngoại của chúng tôi trong tuần vừa rồi thì gửi về một cái clip lễ tốt nghiệp. Cháu có 5 tuổi thôi, nhưng mà đúng là cái cách giáo dục tuyệt vời quá. Từng em học trò ở trong lớp 20 mấy đứa đó được xướng tên lên, được vinh danh, được nói về những cái ưu điểm của nó, và mọi người vỗ tay tán thưởng. Ôi, cái nền giáo dục như vậy làm cho người ta rạng rỡ thêm lên. Còn Việt Nam mình nó khen quá, nó hư. Thích. Và chúng ta cũng thích ở một đất nước như vậy. Nhưng mà tôi điện thoại cho con trai ở Texas thì nói ghê quá mẹ ơi. Trong tuần vừa qua thì chúng ta nghe tin tức đó, 19 học sinh tiểu học đã bị bắn chết bởi một cái tên khùng khùng điên điên nào đó. 2 cô giáo lấy thân che cho những đứa học trò cũng bị bắn luôn. Rồi sau đó chồng của một cô giáo quá sốc, chịu không nổi, cũng đột quỵ, nhồi máu cơ tim và chết luôn. Và đó không phải là một trường hợp, lại có thêm một trường hợp khác nữa trong tuần qua. Chúa muốn nói rằng không có ở đâu trên trần gian này là bảo đảm, là bền vững cả. Và Chúa Giêsu Ngài lên trời, Ngài nói rằng ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ. Và rõ ràng là lời các thiên sứ nói, lời của Chúa Giêsu nói đều nhất quán với nhau. Các thiên sứ nói Ngài sẽ trở lại theo cách mà các ngươi thấy Ngài đi lên. Chúa Giêsu đi lên ở đâu? Ngài đem các môn đồ lên núi Olive và thăng thiên ở tại đó. Kinh Thánh cũng cho biết rất rõ ràng là ngày Chúa trở lại cùng với hội thánh, chân của Ngài sẽ đứng trên núi Olive. Lạ lùng quá. Không phải là mấy ông này hè nhau để mà nói dối đâu. Tất cả những gì từ trong lời của Chúa đều nhất quán, đều bổ sung cho nhau, đều chính xác đến từng chi tiết. Ngài sẽ trở lại. Cảm ơn Chúa. Tôi được nhắc nhở. Tôi được nhắc nhở. Tôi thích sự toàn hảo. Nhưng mà sẽ không có sự toàn hảo ở trong cuộc đời này đâu.
ở trong trần gian này đâu. Tuy nhiên, chúng ta có sự toàn hảo ở trong chính Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu, Ngài sống lại, Ngài thăng thiên, Ngài là niềm hy vọng của chúng ta. Amen không? Chúa Giê-xu thăng thiên, Ngài là một sự bảo đảm cho chúng ta. Amen. Chúa Giê-xu thăng thiên, Ngài khích lệ chúng ta bởi vì chúng ta đi theo dấu chân của Ngài. Xin mời, xin lỗi, chúng ta sẽ nghe một bài thánh ca và hãy tiếp tục suy gẫm lời của Chúa nhắn nhủ với mình. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.